Chiêu Natapong, nữ thần trắng Thái Lan tái xuất rạng rỡ sau ồn ào vứt bỏ mối tình 14 năm để cặp đại gia. Vừa qua, trang Tini đưa tin mới đây, mỹ nhân hạng A Chiêu Natapong đã tham dự một buổi lễ ở tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan. Ngay khi xuất hiện, nữ diễn viên trò chơi tình ái đã thu hút sự chú ý của mọi người khi diện bộ trang phục truyền thống tuyệt đẹp. Cô thể hiện màn múa ấn tượng, mặc cho thời tiết nắng nóng oi bức. Đáng chú ý, trong khi những hình ảnh được chia sẻ, Chiêu Natapong còn khiến dân tình choáng ngợp bởi nhan sắc thần thái giữa đám đông. Từng đường nét biểu cảm trên gương mặt của nữ thần rắn nhận được cơn mưa lời khen của netizen. Nhiều người không nhịn được bày tỏ, xinh đẹp quá, Chiêu rất hợp với trang phục truyền thống. Hôm nay được gặp chị theo rồi, người thật vô cùng xinh đẹp, dễ thương. Có thể nói đây là lần hiếm hoi Chiêu Natapong khiến công chúng có cái nhìn thiện cảm sau ồn ào bỏ bạn trai cũ để cặp đại gia vào tháng 4 năm 2020. Nữ thần rắn với sự nghiệp lẫy lừng. Chiêu Natapong sinh năm 1983, từng là một mỹ nhân đình đám, sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo ở Thái Lan. Là diễn viên độc quyền của đài CH3 từ năm 2006 đến nay, Chiêu liên tiếp khẳng định bản thân là một đóa hoa có cả hương lẫn sắc khi gặt hái vô số thành công trong nghề. Năm 2009, cô được đông đảo khán giả biết đến nhờ tham gia bộ phim Số Phận Nghiệt Ngã. Tới năm 2013, Chiêu nâng tầm tên tuổi nhờ cơ hội tham gia series Quý Ông Nhà Du Ta Thép, dự án nhân kỷ niệm 43 năm thành lập đài CH3. Nhờ sức hút của vai diễn này, Chiêu liên tiếp nhận về các hợp đồng quảng cáo lớn. Một năm sau đó, tên tuổi của cô bùng nổ khi tham gia hai phần của bộ phim Ánh Dương Tình Yêu. Thế nhưng giai đoạn rực rỡ hơn cả trong sự nghiệp của Chiêu phải kể đến năm 2016, cô đảm nhận vai chính trong bộ phim Nữ Thần Rắn Nakki. Tác phẩm này nổi tiếng đình đám trên khắp châu Á nhờ màn thể hiện xuất thần một lúc ba hình tượng của Chiêu. Ngay cả khi phim kết thúc, khán giả vẫn yêu thương và gọi Chiêu với cái tên Nữ Thần Rắn. Từ năm 2016 trở đi, tuy không có bộ phim nào vượt mặt được Nữ Thần Rắn, nhưng nhìn chung tất cả các dự án của Chiêu đều đạt được thành công nhất định về tỷ suất người xem cũng như tiếng vang trên thị trường quốc tế. Từ con cưng thành con ghẻ vì yêu, không chỉ phim ảnh, chuyện đời tư của Thiêu cũng là một chủ đề rất được quan tâm. Trước đây cô từng nổi đình đám vì chuyện tình 14 năm với anh chàng điển trai Thoan Ác. Từ tình yêu bền chặt, Thoan Ác luôn ủng hộ Thiêu trên mọi bước đường, gắn bó với cô từ ngày cô là một tân binh khiến ai cũng nghĩ rằng hai người sẽ sớm về chung một nhà. Nhưng sự thật thì không như mơ, đầu năm 2020 Thiêu chính thức thông báo chia tay bạn trai, khép lại mối tình 14 năm gắn bó. Mọi chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì nếu mỹ nhân xinh đẹp không lập tức lộ thông tin đang hẹn hò với một hiso từ chỉ đại gia tầng lớp thượng lưu. Tin tức này khiến một bộ phận khán giả không khỏi phẫn nộ, cho rằng cô vì tiền mà từ bỏ chuyện tình 14 năm của mình. Chuyện Thiêu hẹn hò với hiso cũng nhanh chóng được xác nhận là sự thật. Từ đó trở đi, Thiêu từ con cưng trở thành con ghẻ của showbiz Thái. Đặc biệt từ ngày hẹn hò hiso, cô cũng thay đổi hoàn toàn phong cách, bất ngờ trở nên quyến rũ hơn khiến khán giả không hài lòng. Cô cũng liên tục dính phải thị phi, đa phần đều xoay quanh chuyện tình cảm và vấn đề cách ly mùa dịch. Từ khi công bố hẹn hò đại gia đến nay, các dự án phim của Thiêu không được khán giả ủng hộ nhiều như trước. Cô thường xuyên phải chịu sự chỉ trích mỗi lần tái xuất. Trước những lời phàn nàn có mới nới cũ, Thiêu đã lên tiếng: "Tôi sẽ không để cuộc sống của mình bị chi phối bởi những gì người khác nói. Tôi cũng không cảm thấy xấu hổ vì anh ấy là người chủ động tiến tới. Tôi không hay có những suy nghĩ tiêu cực nên hiện tại tâm trạng vẫn rất tốt." Giữa sóng gió dư luận, Thiêu và tình mới Brian Knight vẫn thường xuyên đăng ảnh tình tứ, khẳng định mối quan hệ tốt đẹp. Ngoài ra, sau nữ trò chơi tình ái cũng đã gặp gỡ bố mẹ chồng tương lai. Ở tuổi U40, Thiêu mạnh dạn thay đổi diện mạo để phù hợp với hình tượng ngôi sao âm nhạc. Có thể thấy rằng những hình ảnh gần đây của Thiêu Natapong hoàn toàn khác biệt so với thời làm diễn viên. Dù thay đổi thế nào, nữ thần rắn Thiêu Natapong vẫn giữ được sắc vóc đỉnh chóp. Cô nàng thường xuyên diện những trang phục trẻ trung năng động nhưng cũng không kém phần sang chảnh và trendy.